Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết tại thị trường Việt Nam mình thì có rất là nhiều kiểu Yaris quý bạn nhé. Ví dụ như là Yaris nhập tự do thì có phiên bản là nhập sản xuất tại Nhật và xuất Trung Đông, nhập từ Trung Đông về, và nhập từ sản xuất tại Pháp quý bạn nhé, tức là phiên bản Yaris châu Âu. Và ở trong hãng thì được phân phối hai dòng Yaris, đó là Yaris 1.3 và Yaris 1.5, đều được sản xuất tại Thái Lan quý bạn nhé. Riêng chiếc xe Toyota Yaris 1.3 sản xuất tại Nhật thì rất là hiếm quý bạn ạ. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 đây ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Nhật, xuất sang Trung Đông, nhập từ Trung Đông về Việt Nam quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và ở 2011 những chiếc xe này là bản đủ rồi quý bạn nhé. Ghế sau là 3 tựa gối này, và vô lăng gật gù này, thu thò này, bơm ghế, đây là cái phiên bản này, phiên bản đủ, nó có những cái option thêm, những cái option như vậy các bạn nhé. Và hơn nữa là quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ, từ những năm 2011 thì là bắt đầu thông tư 20 là cấm nhập khẩu ô tô tự do, cho nên là những chiếc xe sản xuất năm 2011 thì rất là hiếm các bạn nhé. Đấy, có thể nói đây là những chiếc xe 2011 là cuối cùng rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 336 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất, về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Toyota Yaris 2011 này quý vị các bạn nhé. Màu đỏ cờ rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản 2011, sản xuất năm 2011, là những cái phiên bản còn đang rất là hiếm có tại thị trường Việt Nam quý vị các bạn nhé. Và nhìn về cái phần đằng trước thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị là xi nhan tích hợp trên tay. Đây các bạn nhé, phiên bản đủ này. Phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị là thêm cái xi nhan tích hợp trên tay này. Bên trong nội thất có hàng ghế sau là 3 tựa gối này, và vô lăng gật gù, thụ thò, ghế có thêm bơm ghế các bạn nhé. Và nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đấy, rất là đẹp, rất là mới, màu đỏ cờ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đấy. Toàn bộ cái cụm đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm này, lưới tản nhiệt này, mặt ca lăng đều rất là đẹp ạ, và đều chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Quý vị các bạn nếu như quan sát bằng mắt thường thì nhìn qua những cái khe hở bên này này của cabo này, đấy, cho đến những cái mép hở của cabo này, nếu như nó còn đều nhau thì điều này chứng tỏ là chưa có bị xô sát gì cả, hay là chưa có bị đâm đụng, hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, sản xuất năm 2011, tem đăng kiểm đấy ạ, đăng kiểm và phí đường bộ đấy ạ, hạn đăng kiểm còn đến tận tháng 9 năm 2023 cơ ạ. Đấy, đăng kiểm còn rất dài quý vị bạn nhé. Và dàn lốp thì thưa với quý vị và các bạn, đây là cái dàn lốp mà chủ xe đã thay. Một đôi trước là 2019 này. Đấy, đôi đằng trước 2019 này. Đôi đằng sau, tôi xem lại xem nhé. Đôi đằng sau là 2020 quý vị các bạn ạ. Đấy, đôi sau này là thay sau này, đôi trước kia là thay trước.
thay lốp xe là chủ xe thay từng đôi một quý bạn ạ. Những cái đôi 20 này còn mới hơn rất là nhiều. Nếu như cái đôi 2020 này thì chắc chắn là phải chạy được tầm 4 vạn nữa thì mới phải thay lốp quý bạn nhé. Còn nếu như mà cái đôi đằng trước là 2019 này thì chỉ chạy được tầm 2 đến 3 vạn nữa thôi là phải thay rồi. Đấy. Quý vị các bạn xem là chủ xe thay là theo đôi một quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần đằng sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao được ở trên sau cái kính này quý bạn nhé. Đây là đèn phanh trên cao này. Và cái cụm đèn hậu cũng còn rất đẹp luôn quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé, chưa có bị nứt vỡ hay là xước sát gì cả quý vị các bạn ạ. Đấy, cụm đèn hậu rất là đẹp. Toàn bộ logo mấy chữ này cũng gọi là đều rất là mới quý bạn nhé. Đấy, đều rất là mới này, logo mấy chữ này. Và cũng chia sẻ với quý vị và các bạn nhé, tại sao lại trên logo lại có cái những cái nút đinh tán bắn như thế này ạ. Đó, nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lại trên logo lại có những cái nút đinh tán này. Vì thưa với quý bạn như này này, ngày xưa ở Hà Nội ấy, mua những chiếc xe Yaris nhập khẩu này, nó rơi vào tầm 31-32 nghìn đô khi chưa đăng ký. Đăng ký xong nó rơi vào tầm hơn 700 triệu. Đấy, hơn 700 triệu cho một chiếc xe Toyota Yaris này, vì là xe nhập khẩu rất là đắt tiền. Và ngày xưa ở Hà Nội là những chiếc xe này là hay bị bóc mất cái chữ này này, ngày xưa là hay bị trộm, nó cậy trộm, cho nên là mua xe xong phải bắn cái đinh tán này vào đây để chống trộm này. Đấy, từ logo này cho đến những cái gạt mưa này cũng phải bắn chống trộm này. Đấy, cho nên là chiếc xe này đã được bắn bảo vệ hết rồi quý bạn nhé. Bây giờ thì đỡ bị ăn trộm rồi, vì cái giá trị của cái xe bây giờ nó cũng nhỏ. Ngày xưa là hơn 700 triệu, cái xe này là giá trị cũng là lớn rồi quý bạn nhé. Đấy, la răng cũng rất là đẹp quý bạn ạ, la răng đúc mà chiếc xe đã được trang bị sẵn rồi. Và nhìn từ đằng sau này thì quý bạn thấy được là chủ xe cũng đã độ lên đầu màn hình camera lùi quý bạn nhé. Nguyên bản là không có màn hình đâu, không có camera lùi đâu, nhưng chiếc xe này đã được chủ xe độ lên rồi. Đấy, dàn lốp đằng sau, đết lốp 20 rất là dày quý vị bạn nhé. Còn dàn lốp đằng trước này, chủ xe thay là đết lốp 219. Đấy, rất là tôi quay rất là rõ và rất chi tiết cho quý vị và các bạn xem đấy nhé. Cho nên là hai cái lốp đằng sau sẽ đẹp hơn hai lốp đằng trước. Bây giờ nếu như đi chiếc xe này, chúng ta phải nên đổi lại. Nếu như không thay lốp trước thì chúng ta sẽ đổi lại lốp trước ra lốp sau, và lốp sau ra lốp trước thì đi sẽ chuẩn hơn quý bạn nhé. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài rất là đẹp rồi, những cái nước sơn còn rất là nguyên bản và đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây ạ, về cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cánh cửa trước bên lái còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này, không có mất một phân keo chỉ nào cả quý vị bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa, táp bi cánh cửa này cũng rất mới luôn quý vị bạn ạ. Nguyên bản của chiếc xe Toyota Yaris này là ghế cũng là ghế nỉ nhé, táp bi này cũng là táp bi nỉ này, nhưng chủ xe cũng đã độ lên cái bộ ghế này. Bộ ghế da này là bộ ghế da độ các bạn nhé. Nguyên bản là của chiếc xe Yaris là chỉ là ghế nỉ thôi. Đấy. Và cái hơn nữa ở chiếc xe cái bản đủ này, tôi giới thiệu cho quý bạn để quý bạn mua chiếc xe này hoặc không mua chiếc xe này thì quý vị bạn cũng phân biệt được nó là bản đủ nhé. Bản đủ nó có vô lăng gật gù và thụ thò này. Đấy. Bản thiếu nó chỉ có gật gù được như này thôi này. Đấy, gạt gù được như này thôi này. Nhưng bản đủ nó còn có cả thụ thò này, tức là đấy. Đấy, thụ thò, vô lăng gật gù, thụ thò nó chỗ này đây ạ. Đấy, và bơm ghế, đây, nó có cái nút bơm ghế này. Đây là ghế ngả nhá, cái này là ngả tựa này, có cái nút bơm này, tức là nó giúp cho cái ghế nó cao hơn hoặc thấp hơn để hạ thấp xuống hoặc bơm cao lên. Đấy, nó giúp cho chị em, nhiều chị em chân ngắn, xin lỗi chị em, những chị em chân ngắn nha, nhưng mà tôi sẽ nói rõ là giúp cho chị em chân ngắn có thể bơm cao cái ghế này lên, ngồi nhìn quan sát đằng trước dễ hơn. Đấy là cái bơm ghế này đấy ạ, bản đủ là nó như vậy đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và bạn nhé, nó khác biệt như vậy ạ. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe này được sản xuất tại Nhật quý bạn nhé, Made in Japan. Rất nhiều anh em nhé là quảng cáo những chiếc xe này là toàn nói là xe nhập Nhật. Đấy là anh em nói sai hết quý bạn nhé. Anh em nói sai hết. Sản xuất tại Nhật nhưng nhập từ Trung Đông về đây này, chữ Trung Đông này này. Đấy, sản xuất tại Nhật, xuất sang bên Trung Đông, Việt Nam mình nhập từ Trung Đông về, chứ mình không nhập trực tiếp chiếc xe nào từ Nhật về được quý vị và bạn nhé. Đấy, nhiều anh em cứ bảo nhập Nhật, hoàn toàn sai, nhập Trung Đông, chiếc xe này đúng nghĩa là nhập Trung Đông, sản xuất tại Nhật. Đấy, và ốc còn nguyên bản này,
xin lỗi quý vị các bạn đây. Cái xe này là sản xuất năm 2011 quý bạn nhá. Đấy, sản xuất năm 2011 đây này. Tháng 1 năm 2011. Đấy. Và ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, nhìn về cái táp bi đằng trước này, rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa phía sau còn nguyên bản luôn quý bạn nhá. Đấy, táp bi cũng rất là đẹp. Gương kính lên điện hết rồi các bạn nhé, chứ không phải quay tay như một số cái xe cũng là Yaris nhưng mà sản xuất tại Pháp là có kính quay tay đấy ạ. Sản xuất tại Pháp là kính quay tay các bạn nhé, không có lên điện đâu. Trần này rất là đẹp này, ghế da này. Và đây nữa, khác ở cái bản đủ này là đằng sau này nó có ba cái tựa ghế này các bạn này. Tựa ghế này là ba nhá, bản đủ bản thiếu nó chỉ có hai cái hai bên thôi. Đấy, bản này là ba này. Và ghế da này. Cái sàn da thì thưa với quý bạn, đây là chủ xe lắp cái sàn da này, chúng tôi đang bị bóc ra cho đằng dưới này, nó mới này, nỉ ở dưới mới lắm đấy ạ. Đấy, bẩn thôi chứ còn mới, đây là cái sàn da. Đấy. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô, táp bi, rồi thì đồng hồ công tơ mét quý vị các bạn nhé, để xem chiếc xe này chạy được bao nhiêu, xem có chuẩn hay không. Bây giờ tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, tôi đã nổ máy chiếc xe này lên rồi quý bạn nhé. Chiếc xe lăn bánh được 11 vạn quý bạn ạ. 11.6455 km. Đấy. Và cái phiên bản này thì nguyên bản nó không có đầu màn hình đâu, nhưng chủ xe đã độ lên cái đầu và màn hình rồi quý bạn ạ. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, điều khiển âm thanh, đúng nghĩa là điều khiển âm thanh trên vô lăng quý bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn này. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem này, từ táp lô, táp bi đều rất đẹp này, đến những cái phần nỉ trần, đấy, phần tay nắm này, nỉ trần này, đều rất mới quý vị các bạn ạ. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất là mới nhé, vì đa số những cái dòng xe ở cái phân khúc nhỏ này thì đa số là chị em đi thôi, cho nên là nó đi ít là một, thứ hai nữa là giữ gì. Đấy, rất là đẹp luôn ạ, đa số là chị em phụ nữ đi và đưa đón con đi học. Đấy, những ở cái phân khúc này thì lại toàn những xe đẹp và gần như là toàn những nhà giàu mới đi xe này quý bạn ạ. Đa số là những nhà giàu và nhà có hai xe, chồng một xe to và vợ một xe nhỏ thì mới đi xe này. Chỉ còn những nhà mà không có điều kiện nhiều lắm ấy, có một xe thì lại không mua những chiếc xe này đâu, vì ngày xưa là mua những chiếc xe nhập khẩu này nó rất là đắt tiền quý bạn nhé, chứ không rẻ thế nào đâu ạ. 31.000 đô những cái năm 2011 đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau thì có thể bấm tại đây luôn này. Đấy, những chiếc xe hatchback thì toàn bấm đằng sau luôn. Và đây là cái ốc cốp sau còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, chưa có vết tháo này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn đấy ạ, chưa có vết tháo đâu ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Keo chỉ này, nguyên bản hết quý bạn ạ. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và ở những chiếc xe Yaris này thì nó có thêm cái tấm chắn đồ đấy ạ. Tôi sẽ bỏ cái này xuống. Đây, tấm chắn đồ đây. Cái này nó tuột ra khỏi đây rồi. Đấy, cái tấm chắn đồ đây ạ. Nhìn nó rất là đẹp, rất là hay. Đấy, và phía bên dưới là lốp sơ cua quý bạn nhá, lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua, cái lốp này lốp nguyên bản theo xe này này, cũng còn rất là mới này. Sách hướng dẫn còn quý bạn nhá. Đồ nghề này, kích đồ nghề đầy đủ hết cả quý bạn ạ, không thiếu cái gì đâu, nguyên bản của xe vẫn còn nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa đây thưa với quý vị và các bạn này, còn rất là đẹp này. Nội thất hàng ghế sau rất là đẹp luôn quý bạn nhé, đẹp từ những cái phần trần, nỉ trần cho đến những cái phần ghế đằng sau, phần da đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Phía bên dưới gầm, phía bên dưới gầm này là chủ xe đã lắp thêm cái loa này. Đấy, chủ xe lắp thêm cái loa. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ này nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này, đấy, ốc bản lề cánh cửa này rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, đẹp từ những cái phần nội thất này,
ghế da này, cho đến nỉ trần này, rồi những cái phần nhựa trên trần này. Đấy, toàn bộ từ táp bi này cho đến táp lô này đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh, đấy là những cái điều mà chúng ta quan tâm này. Đấy, vô lăng này, cần số này, tay phanh quý bạn nhá, đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Ở cái phiên bản Yaris nhập khẩu Trung Đông sản xuất tại Nhật này thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris này là một cái khối động cơ xăng VVTi 1.3 lít quý bạn nhé. Cái động cơ này thì rất là bền quý bạn ạ. Đấy, động cơ này thì nói thật với quý bạn, nếu như những người nào yêu thích dòng Toyota, chắc chắn nếu như đi mua xe Yaris cũng phải tìm bản 1.3 này, chứ không phải không thích cái bản 1.5 nhập Thái quý bạn nhé. Đấy, bởi vì nó rất là bền bỉ quý bạn ạ. 1.3 này này, và còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Quý bạn xem những cái ốc chân máy này còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc chân máy này còn nguyên, chúng tôi cam kết về cái động cơ này là nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả, và còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Tất cả là còn rất mới này, rất là đẹp. Đấy, ở cái động cơ này, tất cả từ những cái ốc tai này cho đến ốc chân cabo còn nguyên bản quý bạn nhé. Ốc chân cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cabo này, và đây là cái tem của Toyota đấy ạ, đóng vào cái cabo này. Đấy, cabo nguyên bản vẫn còn nguyên tem mác quý bạn nhé, chưa có bị thay cabo đâu ạ. Đấy, tất cả những con ốc từ những cái ốc chân cabo này, ốc tai này còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Nhìn ở cái phần động cơ thì quý bạn xem ở những chiếc xe Toyota này rất là dễ để quan sát nhé. Nếu như bị đâm đụng hay không bị đâm đụng thì chúng ta quan sát ở đằng trước này này, nhìn rất là dễ luôn ạ. Có vết làm lại biết ngay. Ở những chiếc xe Toyota thì xem rất là dễ quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 336 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.